Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay sẽ là chương trình Solo Squad cuối tuần nào. Giáp 3 này, ngon chưa? Đây sẽ là túi cứu thương. Quắc cua qua cửa sổ luôn nè. À, vừa thấy có một thanh niên nào ở chỗ này. Bạn định chạy à? Đừng chạy em ơi. Chú tưởng chạy mà ngon này. Cầm chảo, quất luôn. Vỡ mồm. Vâng, chúng ta đang chứng kiến một cái chết cực kỳ đau đớn và vật vã. Ôi lại có bắn nhau à, cái gì mà ghê vậy. Từ từ cái đã nào, mấy bạn làm gì mà gắt vậy trời. Ủa, thanh niên nào kia. Các chú làm gì vậy. À, thanh niên. Quá bình thường. Còn một thanh niên ở ngoài nữa à. Cho chú lên thiên đường luôn. Khổ thân chưa? Ai bảo bắn anh làm cái gì? Bây giờ thì nở hoa nhá. Nở hoa này. Cũng tạm chủ được. Này. Đậu xanh. Mày bắn anh phải không? Cái đậu xanh. Cái quần què. Bò rồi à? Bò thì cho chết luôn. Tưởng gì? Thanh niên này toàn ba cái đồ cùi không à? Thế thì chúng ta sẽ ra chỗ này lút đồ. May chăng là thanh niên này còn có cả đạn súng trường đây. Tôi phải đi kiếm lấy một khẩu súng trường cái đã. Có AK thì càng tốt. Còn không thì chúng ta có thể chơi tạm M4A1 hoặc SKA cũng ok. Thế còn xác thanh niên này thì sao? Đây, thanh niên này mình vừa hạ gục lúc nãy đây. Có mỗi cái băng đạn 1 và 2 túi cứu thương thôi. Bây giờ thì mình sẽ chạy lên trên này để đi săn tìm các thanh niên còn lại. Đâu rồi? Các chú đâu hết cả rồi? Anh sẽ tiễn các chú lên thiên đàng luôn. Đừng nói với tôi là ở chỗ này không có ai nhá. Một khẩu súng SKA. Rất là hên. Lúc nãy thì mình có lượm được một băng đạn súng trường. Vì thế nên là khẩu SKA của mình hiện tại thì vẫn đang có tới tận 60 viên. Có thể giết hai thanh niên cùng lúc luôn. Nhảy thôi. À, chỗ này có cây nấm. Chúng ta sẽ ngồi ăn nấm cái đã. Rồi sẽ tính sau. Ok. Sau khi ăn cái nấm hai củ này thì mình đã được cộng thêm 75 EP. Trên khu cổng trời này, liệu rằng chúng ta có thể tìm kiếm được thanh niên thứ 6 trong trận đấu này hay không? À, mình sẽ chạy parkour qua cái nhà này luôn. Ở parkour này. Đâu rồi? Đồ đâu hết cả rồi? Đồ đâu em ơi? Ơ, không có đồ thật à? Căn nhà lúc nãy mình vừa vào trống trơn luôn. Phải nói là nhà khá là nghèo. Đây, nhà nhỏ không có đồ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy ra nhà lớn này. Chắc chắn nhà lớn này sẽ có nhiều đồ hơn nhà nhỏ rồi. Đậu xanh. Thanh niên nào vừa bắn ở ngoài vậy? À, như vậy là có một thanh niên ở trên tầng 2 trong cái nhà lớn kia. Được rồi, chú không mau chạy nhanh. Anh mà nhìn thấy chú thì cho chú vỡ mồm luôn. Đây, mình đang tiến đến căn nhà này đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện hấp dẫn gì tiếp theo sẽ xảy ra. Đâu rồi em ơi? Đâu rồi? Lên cầu thang này. À, chú ở chỗ nào? Mình phải lượm cái trang bị súng cái đã. Rồi, ngon lành cành đào rồi. Bây giờ chỉ cần quất thanh niên kia thôi. Ơ, có vẻ như là thanh niên kia đã khá là nhanh chân. Bạn ấy chạy rồi. Người gì mà nhanh chân quá vậy ta?
Mình sẽ phải đi tiêu diệt các thanh niên khác thôi. May là thanh niên kia còn chạy nhanh đấy. Không chạy nhanh là đã bị mình cho ăn đạn vào người luôn rồi. Còn ai nữa không đây? Còn ai nữa không? Đã gặp đối thủ là gặp đâu thì chúng ta cũng bắn luôn. À, thấy mũi tên nhỏ rồi nha. Lần này thì chú vỡ mồm với anh rồi. Đâu rồi em ơi? Anh đang chạy đến chỗ em nè. Đâu vậy ta? À, chú chạy sang bên này à? Thôi xong rồi, anh sẽ tiễn chú ra đi bằng khẩu súng SK, cái đậu xanh. Bạn định lút đồ này. Bò rồi à em? Bò này. Quá hư cấu. Ai bảo chạy làm cái gì? Thanh niên này. Ủa, không phải một thanh niên mà là hai thanh niên ở trên này. Cái gì mà ghê vậy? Ôi, lại có cả xe ở dưới nữa. Sao mấy ông cứ tập trung ức hiếp tôi vậy? Tôi là Misa, tôi chỉ là con gái thôi mà. Đậu xanh, chạy ra ngoài này. Bất chấp vùng đen gờ luôn. Thanh niên. Rồi, quỳ rồi. Theo như mình thấy là người bạn của thanh niên kia đã chạy vào trong này. Mình sẽ giết thằng bạn của nó trước đã. Đây chứ đâu. Bò này. Áo vải. Đúng rồi. Hay quá trời luôn. Cái gì mà đen vậy? Thanh niên này không có đạn súng trường luôn. Chạy bo, chạy bo. Nhanh thôi, nhanh thôi. Như mọi người có thể thấy là máu của mình trừ bao nhiêu thì cái vạch EP nó cộng vào bấy nhiêu. Vẫn còn nguyên 200 máu luôn. À, anh thấy chú rồi nha. Thế chạy này theo. Vâng, chỉ với một phát bắn bằng SKS, bạn ấy đã ra đi rồi. Ui, cái quần què gì vậy? Đã hết đạn rồi lại còn gặp mấy thanh niên này nữa. Chạy này, chạy này. Bơi hết vào đây. Rồi còn một chú nữa này. Đang chạy à? Đừng chạy em ơi, đứng lại, nhanh con kịp. Nhanh con kịp em ơi. Oh yeah. Rồi, quá là ghê. Mình đã giết tận 10 bạn rồi. Thật là tội lỗi quá đi à. Bơm đầy máu. Rồi chúng ta hãy tiếp tục quất các thanh niên còn lại trong trận đấu này thôi. Trước hết thì mình sẽ phải đi kiếm đạn xuống trường. Ủa ơi, cái gì vậy? Mày định đâm anh à? Đứng lại nhanh thanh niên. Sơ ca này. Chạy này, đứng chạy em ơi. Tay súng 3 này, ngon quá trời luôn. Và tha hồ túi cứu thương. Vứt tay súng 2 đi. Ok. Thanh niên lái con xe lúc nãy chạy đi đâu rồi nhỉ? À, thấy rồi nha. Hai chú ở bên cạnh cái xe. Anh em cứ phải bình tĩnh. Tôi lút đủ đồ thì tôi sẽ ra để chiến luôn. Hai thanh niên ở góc kia. Các chú lần này vỡ mồm với anh rồi. Đậu xanh. Tao đang quan sát xung quanh. Tự nhiên sao mày lại bắn tao? Sao bây giờ mày lại bắn tao này? Yeah. Hai chú này, một chú nữa. Cái đậu xanh. Đậu xanh. Vỡ mồm. Rồi ok. Mình đã giết được 12 thanh niên rồi. Bơm máu cái đã. Vùng an toàn đang thu lại rồi. Ghê vậy. Dẫu sao thì chúng ta sẽ bơm máu. Sau đó là chạy. Chạy. Chạy nhanh còn kịp. À, con xe ở chỗ này rất là có lợi luôn. Mình sẽ lút đồ từ hai thanh niên này. Sau đó là chỉ việc lên xe chạy thôi. Băng đạn 3 này, nòng 3 này. Trời ơi, cái gì mà toàn đồ ngon vậy? Ngon thế này thì giết con nhà người ta rồi. Đây, hòm xăng này thì có gì đây? Lựu đạn này, cũng được. Tí nữa thì mình sẽ làm thanh niên shipper lựu đạn. Lên xe và chạy. Và chúng ta có thể vừa chạy xe, vừa ngồi trên xe bơm máu một cách dễ dàng. Đấy, vào luôn vùng an toàn rồi. Xe chạy khá là nhanh luôn. Đâu rồi? Năm thanh niên nữa đâu? Các bạn ở chỗ nào vậy? Ở chỗ nào thì ra đây hết đi. Misa đây này, các anh em ơi. À, tôi thấy mũi tên đỏ rồi nha. Thì ra là ở đây à? Thôi xong, bạn ấy chết luôn rồi.
Như vậy là vẫn đang còn một thanh niên nữa. Hạ gục bạn ấy. Gì vậy? Gì mà ghê vậy? Bò thu quá là nhanh luôn. Vì thế mình sẽ phải chạy. Chạy nhanh, chạy nhanh. Còn ba chú nữa đâu? Anh em có nghĩ là ba thanh niên này cùng một team với nhau không? Ồ không, như vậy là bây giờ sẽ là cuộc chiến 1v2. Hai thanh niên kia khả năng cao sẽ cùng đội với nhau rồi. Ngoài này thì mình vẫn chưa thấy có một thanh niên nào cả. Tất nhiên là mình sẽ chọn giải pháp an toàn. Đây, chúng ta sẽ chạy ra ngoài này. Cứ từ từ thôi anh em ơi. Đừng vào vùng an toàn trước. Tại vì là khi chúng ta vào vùng an toàn trước, tỷ lệ anh em đai sẽ rất là cao. Và đây, tôi thấy hòm thính rồi. Liệu với khoảng thời gian ngắn ngủi này, mình có kịp chạy ra và lượm thính không đây? Cái quần què. Như vậy là hòm thính khá là xa. Tôi nghĩ là lần này chúng ta không kịp lượm thính rồi. Xa vãi trưởng vậy. Quá xa. Quá xa luôn. Không kịp rồi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải quay lại thôi. Quay lại nhanh thôi. Vì là tại thời điểm này thì bò thu đốt máu rất là thấm luôn. Mình sẽ phải chiến đấu với khẩu Ska này. Chạy thôi, chạy thôi. Chúng ta sẽ phải chạy vào vùng an toàn trước cái đã. Sau đó là chúng ta sẽ tính sau. Hai chú nữa. Các chú đang ở đâu vậy? Chỉ còn hai chú nữa thôi mà. Bo đã thu ra tận ngoài này rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy thanh niên nào chạy từ ngoài bo vào cả. Có vẻ như là hai thanh niên của chúng ta đang núp tại chỗ nào đó thôi. Nè, ngoài này thì không có luôn này. Đó anh em thấy không? Rất là trống vắng luôn. Bây giờ tôi nghĩ là hai thanh niên kia chỉ ở gốc cây nào đó thôi. Đâu rồi, chỗ nào? Chỗ nào? Các chú đang ở chỗ nào? Gốc cây nào? Có quá là nhiều gốc cây và mình không biết các thanh niên này đang ở chỗ nào thôi. Chúng ta hãy cùng chạy vòng để đi tìm hai thanh niên còn lại luôn nào. Đâu đâu? Hai chú đâu? Chẳng nhẽ anh lại sợ hai chú à? Ờ thế vẫn chưa thấy à? Thế thì để mình chạy thẳng lên trên này luôn. Đậu xanh. Thanh niên kia núp sau gốc cây dừa rồi. Ghê vậy. Ui, bạn ấy đang bắn mình rất là thấm luôn. Đây, mình cũng phải núp sau gốc cây chứ. À thấy rồi nha, hai chú luôn này. Cái quần què. Đúng rồi, chạy lên em ơi, chạy lên này. Chạy lên này. Cho chú ăn một quả lựu đạn. Ui, chú cũng đáp bom anh nhà à? Gì mà ghê vậy? Ghê vậy. Thanh niên, giỏi, chạy xuống đây, nhanh. À, chạy này. Cũng tạm được. Ok, nhân giống luôn rồi mọi người ơi. Như vậy là ngày hôm nay mình lại được top 1 nữa rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu như mọi người thấy video này của mình hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Bye bye mọi người.